Cái này là nhiêu tiền? Xa chúc anh đại nhận cái này nhiêu tiền thầy? 4 tỷ. Hả? Có 4 tỷ hả? 4 tỷ, yeah, 4 tỷ và có cô gái đẹp này nữa. Ai mua khuyến mãi bán 3 tỷ rưỡi miễn phí. Thôi cô gái mập lắm gì? Miễn phí giảm giá 4 tỷ và có cô gái này luôn. Cái tay đây có chào quỷ kìa. Thì luôn hả? 4 tỷ tặng luôn hả? Cô gái thành đâu, cô gái vô giá không tặng. Đây là những tài sản đây là nhà hàng chai. Cái này nhiêu? Cái này mấy tỷ? Mấy tỷ thầy? Đăng mốt bán với cái thầy. Trời. Cái này 360. Cái này 360 triệu nè quý vị ơi. 360. Này là tại quán chai của thầy. Nhà hàng chai Thiện Ngộ. Nhà hàng chai Thiện Ngộ. Thiện Ngộ. 258 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Đó là đây là Long Lân Quy Phụng. Em nè. Đây là Long Lân Quy Phụng. Thì em nhìn đi đây nè. Con đâu? Con Long ở trên á. Con Long nào? Long đấy. Quy đây. Quy đây đúng rồi, Long Quy Phụng dạ. Mà sổ có đồng tiền. Rất là lắc cây, ai mang cái này về là thưởng tài thưởng lộc. Này trị giá bán nhiêu đây? Cái này bán 2 tỷ. Cái này là 800 triệu cho những ai có thiện chí mua. Nếu bình thường, tài, thượng lộc, bình thường là không có bán với nhau quý vị ơi. Cái này mấy giá trị nè. Bức tranh này cách nay 200 năm nhưng mà không có bán. Này là cái tô này. Cái này làm gì không thiếu. Sao chứ gọi. Tại giữa mà. Tại nhà hàng Thiền Ngộ. Thiền Ngộ. Số 258. Tô Hiến Thành. Phường 15, quận 10. Quý vị đến đây thưởng thức những món chai ngon thật đặc sắc. Và có những cái tôi chụp tôi á. Cái này có cái này. Hồi nãy giờ không được mà. Nè cái này nó không chụp nè nó cứ. Không phải nó được lăn luôn. Cái bộ nè. Nó lăn luôn. Nó chế đó. Rồi. Dính luôn á, dính thầy rồi á. Dính thầy luôn á. Rồi, cái này dính bánh bèo luôn, dính bèo thầy đó đó. Rồi. Ba. Cái này là thầy. Ba. Cái này ngủ rồi nè. Nó dây nữa, cái bình cho đẹp. Cái máy này ngộ cho nó 3 giây nó mới nhảy. Cái này ngộ gì? Tầm vang cái lầu nữa kìa. Này tầm hương hả? Trầm hương. Trầm hương này hiện giờ là rồi. Ê đứng góc bên đây đi cho đẹp nè. Là thầy bán cho những ai muốn mua là 4 tỷ. Cái lần đầu có thể sao nữa? Bán này 4 tỷ thôi cô giá như giá không bán. 4 tỷ tặng thêm cô gái này luôn. Không cô gái không có tặng, cô giá. Vô giá rồi, đúng rồi, là 4 tỷ có cô gái luôn. Nè, nói nghe nè, đứng đây, ngưng chút đi, bấm ngưng đi. Gia Kiệt nè. Bấm ngưng đi. Làm gì mà tự nhiên người yêu của tôi mà ông đi bán vô giá là sao? Ở đây là nội này không, 5 tỷ mà ông đi bán 4 tỷ. Cho những ai thiện chí mua cái đó chứ, cái giọng này. Ngưng chút đi, ông chụp tôi, thôi, chụp hai người coi. Ông cho em tắm đi em chưa? Anh chụp em rồi, hai anh em chụp rồi. Bây giờ anh chụp hai anh em mình. Bà nội chụp ở đây nè, đứng này nè. Ở đây tôi thấy hai người. Sao ạ? Đi chụp ngang kìa. Dạ, đưa cho tôi chụp cái đề đi chứ. Đưa chụp cái đề. Lung linh. Trời ơi. Sao hai người xứng quá à? Hai người mua cái này về để hai người. Không nói luôn làm cái gì vậy không biết cái gì đó. Em gỡ qua cha. Đâu. Cái này là bán 3 tỷ với quý vị. 3 tỷ.
cái gì thăm quan tiếp tại nhà thằng trai. Thuyền 1258 Tô Hiến Thành, phường 15 quận 10. Đây là những khối đá có giá trị. Cái kia thì nó cái này thầy bán như thế nào? Cái này 1 tỷ hả? Cái này 1 tỷ 9. Cái này 1 tỷ nè. 4 tỷ. Cái khối đá quý này là 4 tỷ à. Còn cái khối đây là vô tỷ. Tặng thêm cô gái này. Miễn phí. Đó. Ai có vị trí là khối đá này 4 tỷ, có cô gái đẹp. Làm theo. Cô gái này nổi tiếng nha. Là ca sĩ Bolero. Thích quá. Ai mua cái này em đi được tặng cái này. Xuất sắc. Cái đá 4 tỷ về mát lạnh luôn. Mát quá. Như mây hồng. Anh Quân Bolero nè. Ai mua không bán tặng không. 10 tỷ. Tặng khuyến mãi luôn. Anh Quân về bù. Nghĩ sao khuyến mãi? 10 tỷ. Con này miễn phí. Cô này hả? Vô giá. Cái này là vô giá. Chỉ có những người yêu thương em. Hàng này là không có giá. Coi như là ai muốn đưa nhiều cũng lấy hết. Cái này thích lắm. Cái này là đá. Cô này nói cái khoai đá này 4 tỷ. Nhưng mà cũng không có bằng cái cô này đâu. Thật anh Hồng. Thật anh Hồng nè. Nó như những nó cái vân mây đi lên rất là đẹp. Ai có thiện chí khỏi thầy không bán. Dù 10 tỷ cũng không bán. À 10 tỷ vừa thầy nói 10 tỷ. Nãy hả thầy? Cũng không bán được. Miễn phí. Miễn phí. Miễn phí. Miễn phí. Em sĩ Tràng Thơ nè. Ca sĩ Tràng Thơ này cũng giá trị cao lắm nè. Được ai mua không có bán. Nhưng tặng không à. Tặng biếu không à. Hoàng Ái My nè. Ái My này cũng vô giá luôn nè. Không có bán. Ai thích tặng không biếu không. Này ca sĩ Bolero Nhạc Tâm nè. Rồi ca sĩ nổi tiếng xưa giờ nè. Hôm nay là toàn những người nổi tiếng và những cái hiện vật quý giá. Thầy nè, thầy thích hiện tại nè. Hình ta thành tịnh hiện tại của bài. Thích thành tịnh. Cám. Thầy thích hạnh tịnh là cái chén à. Đức độ vô biên. Ghê vậy. Cái tiểu ghê đức độ vô biên vậy. Giới thiệu với thầy bên lên tiếng lắm. Đây. Đây là trời. Gia Kiệt. À nè nè. Chụp đi. Thôi đi chụp ba luôn đi rồi chụp đi nè đi nè. Đến đây nhìn nhìn mọi người. Mình quay là cái gì? Quay đi. Rồi đi luôn đi, kể đi. À, nhà hàng trai thật là tuyệt vời. Những món ăn thật là đặc sắc. Đặc sắc thật là ngon. Em này vô giá. Quay. Ai tới nhà hàng này ăn là không lòng không muốn về. Ăn rồi mai muốn đến ăn nữa. Không đi nha. Nhìn đi mẹ. Rồi đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý lại lần sau tại nhà hàng Thiện Ngộ 28 Tô Hiến Thành, phường 15 quận 10.